Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái design pattern có tên là Chain of Responsibility. Thì trong ngôn ngữ lập trình, khi nào chúng ta phải sử dụng cái design pattern Chain of Responsibility? Câu trả lời là khi chúng ta có một cái đối tượng và cái đối tượng đó của chúng ta cần được xử lý bởi một chuỗi các cái hành vi xử lý tuần tự. Ví dụ như chúng ta có một cái đối tượng và đối tượng đó phải xử lý cái hành vi A. Sau khi kết thúc hành vi A thì chúng ta lại tiếp tục xử lý hành vi B. Sau khi kết thúc hành vi B thì chúng ta sẽ xử lý hành vi C. Và tương tự như vậy, nó tạo thành một cái chuỗi các cái hành vi xử lý trên cái đối tượng đó. Thì cái design pattern của chúng ta sẽ có một số cái thành phần như sau. Đầu tiên đó là cái thành phần client. Client chính là cái đối tượng mà chúng ta cần phải xử lý theo một cái chuỗi các hành vi. Các cái hành vi chuỗi các hành vi của chúng ta thì sẽ có các cái thành phần. Đầu tiên là có cái handler. Thì cái handler này chính là một cái interface và nó sẽ định nghĩa cho chúng ta các cái hành vi chung cho những cái chuỗi các hành vi mà chúng ta sẽ thực hiện. Thì chúng ta chỉ có một cái handler interface. Và trong này thì chúng ta phải có hai cái phương thức, một là execute, tức là chúng ta phải thực hiện ở mỗi lần hành vi ở mỗi cái hành vi thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hành động gì đó, thì chúng ta sẽ cài đặt ở trong cái phương thức execute. Và cái phương thức thứ hai đó là set next, tức là chúng ta sẽ cài đặt cái hành vi kế tiếp trong cái chuỗi các hành vi của chúng ta là hành vi nào, thì chúng ta sẽ cài đặt bằng cái phương thức set next. Và chúng ta sẽ có rất nhiều cái contract handler, tức là chúng ta sẽ hiện thực chúng ta sẽ cài đặt rất nhiều cái handler, tức là chúng ta sẽ cài đặt nhiều cái hành vi từ cái interface này. Chúng ta có thể có contract handler 1, contract handler 2, hay là chúng ta cũng có thể có cái contract handler 3 hay là contract handler 4. Thì trong cái bài này mình sẽ lấy một cái ví dụ mà chúng ta sẽ có bốn cái contract handler. Và đây là tất cả những cái thành phần mà chúng ta sẽ phải cài đặt cho cái design pattern chain of responsibility. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ là chúng ta sẽ đóng giả thành một cái bệnh nhân và chúng ta sẽ đi vào một cái phòng khám. Thì trong cái phòng khám, khi chúng ta đi khám bệnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi qua lần lượt các cái phòng phòng ban ở trong cái phòng khám đó. Thì đầu tiên nó sẽ là chúng ta sẽ đi vào cái reception, tức là cái chỗ nhận bệnh. Sau khi chúng ta thực hiện đăng ký nhận bệnh xong thì chúng ta sẽ đi vào cái phòng là khám bệnh, tức là phòng bác sĩ. Rồi sau đó chúng ta khám bệnh xong thì chúng ta sẽ đến cái phòng là medicine, tức là chúng ta sẽ đi lấy thuốc, và cuối cùng là chúng ta sẽ đi thanh toán bằng cái phòng cashier. Thì mình sẽ cài đặt cái chương trình mẫu đó bằng cái design pattern chain of responsibility. Thì các thành phần tương ứng chúng ta thấy là client của chúng ta bây giờ chính là cái bệnh nhân đi khám bệnh, đúng không? Là cái patient. Rồi cái handler interface của chúng ta thì bây giờ nó sẽ là một cái phòng ban, thì mình gọi là department đi. Rồi thì chúng ta sẽ có các cái phòng ban cụ thể là các phòng ban gì. Thì đầu tiên hồi nãy như mình nói là chúng ta sẽ có reception, tức là cái phòng nhận bệnh. Sau đó là chúng ta có phòng doctor để khám bệnh. Chúng ta có phòng medicine để phát thuốc, và chúng ta có cái phòng cuối cùng là cái phòng cashier để giúp chúng ta thanh toán. Thì chúng ta thấy là đây là một cái chuỗi các cái hành vi, tức là một cái chuỗi các cái phòng khám mà cái bệnh nhân này phải thực hiện khi mà muốn hoàn tất một cái quá trình khám bệnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái ví dụ này bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái package mới. Package mình có tên là Chain of Responsibility. Rồi,
Ở trong cái package này thì mình sẽ tạo ra các cái file. Đầu tiên cái file đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái patient trước, là một cái drug, bệnh nhân .go thì nó phải nằm trong package này, và chúng ta sẽ khai báo cho nó là một cái type kiểu patent drug. Thì trong cái patent drug của chúng ta, nó sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thuộc tính, đó là tên của cái bệnh nhân thì là kiểu chuỗi name. Thứ hai là chúng ta sẽ có cái bullet là chúng ta gọi là register bullet, nghĩa là chúng ta kiểm tra xem là bệnh nhân này nó đã đăng ký ghi register rồi, là cái biến bullet e-register này giúp chúng ta kiểm tra xem là bệnh nhân đã đi qua cái phòng register reception hay chưa, tức là đã đi đăng ký hay chưa. Rồi cái bullet thứ hai của chúng ta là doctor, mình gọi là doctor check đi, có nghĩa là đã đi qua cái phòng bác sĩ khám bác sĩ chưa. Rồi thứ ba là medicine provide, có nghĩa là đã phát thuốc chưa. Rồi thứ tư là e-pay, tức là đã thanh toán tiền cho cái phòng khám hay chưa. Và chúng ta nhớ là đây là chúng ta expose ra bên ngoài, nên chúng ta sẽ có một cái command patient e-drug. Rồi thì như vậy là chúng ta đã định nghĩa xong cái thành phần client. Thành phần thứ hai chúng ta sẽ tiến hành cài đặt, đó là cái handler interface, mà trong trường hợp này chúng ta là một cái department. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới tên là department.go. Chúng ta khai báo package. Bên trong này thì chúng ta sẽ khai báo một cái type department. Đây là một cái interface. Và bên trong cái interface này chúng ta sẽ cài đặt hai cái hành vi, khai báo hai cái hành vi là SQL. Thì trong cái SQL này chúng ta sẽ truyền vào một cái patent. Và trong cái set, hành vi thứ hai là set next, thì chúng ta sẽ truyền vào một cái department. Thì chúng ta thấy là đối với cái hàm SQL này, mỗi lần như vậy chúng ta vận hành, mỗi lần mà chúng ta thực hiện một cái hành vi gì đó thì chúng ta sẽ phải truyền vào một cái đối tượng bệnh nhân mà đang thực hiện, đang xử lý trong cái chuỗi hành vi. Thì chúng ta sẽ tạo một cái đối tượng của pattern và chúng ta truyền vào đây. Còn cái hàm setNext này thì giả sử như chúng ta có các cái phòng ban được cài đặt từ cái interface này, thì nó sẽ chỉ cho cái phòng ban này là cái phòng ban kế tiếp của phòng ban này là phòng ban nào. Thì chúng ta sẽ xét vào đây. Rồi thì chúng ta cũng phải có một cái command ở đây là department interface. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ tạo ra một cái contract handler thứ nhất, thì đó là cái phòng ban là reception.go. chúng ta cũng khai báo một cái package. Rồi bên trong này chúng ta sẽ vì mình có sử dụng cái ring line nên mình sẽ xài cái fmt. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta khai báo cái phòng ban reception. Thì cái reception của chúng ta là một cái truck, và trong cái reception của chúng ta sẽ có một cái department next. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt hai cái phương thức SQL và set next vào cho cái đối tượng reception truck. Thì chúng ta sẽ làm function error, tức là tên của cái con chó reception, và chúng ta sẽ là SQL. Thì chúng ta SQL chúng ta phải truyền vào một patent. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì? Thì do chúng ta là một cái demo thôi, nên chúng ta chỉ việc là chúng ta xuất ra màn hình cái trạng thái của cái người bệnh nhân, tức là cái tình trạng hiện tại là người bệnh nhân đã đi đến phòng nào và đang làm những gì. Thì đầu tiên là chúng ta có một cái kiểm tra là nếu như người bệnh nhân này là nếu mà người bệnh nhân này đã đăng ký rồi, tức là cái e-register để bật chuông á, thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình cái câu là ring line là patent registration has already done. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho phép người bệnh nhân này đi đến cái phòng ban kế tiếp
bằng cách là chúng ta gọi cái đối tượng, cái department next này, và chúng ta gọi cái hàm SQL của cái department next. Và chúng ta nhớ là khi SQL chúng ta cũng phải truyền cái bệnh nhân này vào trong cái SQL để người ta biết là cái phòng ban kế tiếp cũng tiếp nhận cái bệnh nhân này để mà người ta xử lý. À, và chúng ta sẽ trả về. Đây là trong cái trường hợp mà đã đăng ký rồi. Còn trong cái trường hợp mà chưa đăng ký thì chúng ta sẽ là ring line ra, là chúng ta sẽ tiếp nhận cái người bệnh nhân này để chúng ta đăng ký đúng không? Thì là reception, registration, registering đi. Tức là đang đăng ký cho cái người bệnh nhân này. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đăng ký xong thì chúng ta chỉ việc là chúng ta gán lại cho cái y bằng bằng true, và chúng ta lấy cái phòng ban kế tiếp ra, chúng ta gọi cái hàm SQL, và nhớ là chúng ta cũng phải truyền vào một cái người bệnh nhân đang đang đi khám. Rồi, và chúng ta có một cái phương thức thứ hai chúng ta cần phải cài đặt, đó là chúng ta phải cài đặt cái phương thức set next. Set next. Thì set next này chúng ta phải truyền vào một cái department. Thì mình gọi cái department này next, thì là r.next, chúng ta sẽ được gán bằng cái department next mà chúng ta truyền vào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đưa vào một số cái command để chúng ta làm rõ hơn là cái này là một cái struct. Rồi cái SQL này là một cái function. Và cái setNext này cũng là một cái function. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã cài đặt xong một cái Conrad Handler một đầu tiên, đó là một cái handler, là một cái department reception. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ tương tự làm cho cái phòng ban doctor medicine và cashier. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phòng ban là doctor chấm chấm go, thì mình sẽ viết nhanh cái phần này bởi vì cái cấu trúc của nó cũng sẽ tương tự như vậy. FMT, sau đó chúng ta khai báo một cái doctor truck. Trong doctor truck này của chúng ta thì cũng sẽ có next department. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt các cái function cho cái doctor truck này. Thì doctor của chúng ta sẽ là SQL một cái patent. Rồi, chúng ta cũng sẽ kiểm tra D. Nếu mà cái người bệnh nhân này đã khám rồi, tức là y doctor check bằng true, thì chúng ta cũng sẽ xuất ra màn hình một cái câu là patent already check by doctor. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi tới doctor next, chúng ta gọi cái hàm SQL và chúng ta truyền vào cái patent P. Sau đó thì chúng ta sẽ return. Còn cái trường hợp mà doctor chưa có kiểm tra thì là chúng ta sẽ xuất ra màn hình, giả sử như là chúng ta mô phỏng là doctor đang check đi. Doctor y checking patent. Rồi, thì sau khi mà checking xong thì là chúng ta sẽ gán lại cho y doctor check của patent là bằng true. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi đến cái d chấm doctor next chấm sql và chúng ta truyền vào patent. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt tới cái phương thức thứ hai trong cái interface, đó là cái setNext. Thì đối với cái setNext thì đơn giản là chúng ta chỉ việc truyền vào cái department và chúng ta sẽ gán cho cái department next của cái phòng ban doctor này chính bằng cái mà người ta truyền vào. Rồi sau đó thì chúng ta nhớ là chúng ta phải ghi vào cái một số các cái comment ở đây. Doctor e truck. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thêm này là skill e function, và cuối cùng là cái hàm set next của chúng ta là set next e function. Rồi như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công hai cái Conrad Handler số 1 và số 2. Tiếp tục cho cái Conrad Handler số 3 thì mình gọi nó là medical.go.
Thì trong này chúng ta cũng sẽ khai báo package, chúng ta cũng sẽ import vào FMT, rồi chúng ta cũng sẽ khai báo một cái truck là medical truck. Thì trong medical truck thì chúng ta cũng tương tự là chỉ có một cái biến department next mà thôi. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cài đặt m medical và chúng ta sẽ đặt hàm sq. SQ hàm SQ thì chúng ta sẽ phải truyền vào một cái Python. Rồi. Trong cái hàm này thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra Python này đã có được medical provide chưa. Nếu mà chưa có nếu là được provide rồi thì chúng ta sẽ xuất ra đã Python already provide medicine. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái m chúng ta chỏ đến next và chúng ta gọi đến hàm sq của Python P. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Rồi, còn trong trường hợp mà chúng ta chưa có cung cấp thuốc cho người bệnh nhân này thì chúng ta cũng mô phỏng một cái trường hợp là chúng ta sẽ là we are providing medicine to patient. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ gán cho cái biến kiểm tra y patent provide bằng bằng true. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm là m.next. Rồi chúng ta execute cái truyền vào một cái p. Và cái phương thức thứ hai chúng ta phải cài đặt cho cái medical này là chúng ta sẽ cài đặt cái set next patent. Rồi sau đó thì chúng ta làm m.next sẽ bằng next. Cái này không phải mình truyền vào Python mà chúng ta phải truyền vào cái next department. Rồi chúng ta phải thêm vào một số cái struct, một số cái comment. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cái comment là sql function. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái comment là set next e function. Rồi chúng ta lưu lại và chúng ta sẽ tiến hành cài cho cái handler cuối cùng đó là cashier. Bây giờ đi tính tiền ha. Chúng ta khai báo package rồi chúng ta import vào FMT. Chúng ta type của cái cashier. Cashier là một cái truck. Trong cái truck này thì chúng ta cũng chỉ có cái next department mà thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi chúng ta cài đặt cho cái cashier này. Nhà các cái phương thức ở trong cái interface đầu tiên là SQL thì P chúng ta là patent. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như mà patent này nó đã chỉ trả tiền rồi á thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình một cái câu là patent already pay debut. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi đến cái cashier next chấm set chấm sql và chúng ta truyền vào Python rồi chúng ta sẽ return. Rồi tiếp tục trong cái trường hợp mà chưa chưa trả tiền thì chúng ta nói là chúng ta giả sử như là pay tình y y pay w giả sử vậy thôi. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho pay tình y pay bằng bằng true và chúng ta sẽ cho c chấm next rồi gọi sql của pay tình. Mà các bạn lưu ý là bây giờ chúng ta đang ở cái cashier, tức là cái bước cuối cùng. Chúng ta đang ở trong cái bước cuối cùng của cái chuỗi các cái hành vi nên chúng ta không cần phải gọi tới cái SQL Next nữa ha. Lưu ý. Đó, thì chúng ta chỉ việc như vậy thôi. Bởi vì chúng ta đang ở cái bước cuối cùng rồi. Rồi, chúng ta cũng cài đặt cho cái hàm set next mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ không có cần phải xài cái hàm set next này tại vì cái cashier là cái cuối cùng. Rồi, set next thì chúng ta sẽ là next department
Rồi chúng ta c.next bằng bằng next. Rồi chúng ta thêm vào một số cái comment ở đây. Thì comment đầu tiên là cashier e-shop. Rồi chúng ta có cái comment thứ hai cho cái sqe function. Rồi thứ ba là chúng ta có là set next e function. Rồi chúng ta save lại. Như vậy là chúng ta đã cài đặt đầy đủ tất cả các cái thành phần của một cái design button chain responsibility. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài để chúng ta tạo ra một cái file main.go để chúng ta tiến hành là chúng ta chạy để chúng ta test. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái hàm main. Thì bên trong hàm main này bây giờ mình sẽ phải tạo ra các cái đối tượng cho các cái handler này. Và cái thứ tự tạo các cái đối tượng cho cái handler thì mình để test thì mình phải tạo từ cái handler cuối cùng ha. Trong cái chuỗi trong cái chuỗi hành vi tuần tự thì mình sẽ tạo cái đối tượng cho cái handler cuối cùng, tức là mình tạo cái cashier trước. Sau đó thì mình tạo cái medicine. Cái medicine thì mình set next là doctor. Mình sẽ bởi vì chúng ta phải set next, tức là chúng ta phải tạo ra cái liên kết giữa cái chuỗi các cái hành vi. Nên chúng ta khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta nên khởi tạo các cái đối tượng cuối cùng ở trong cái chuỗi trước. Chúng ta sẽ khởi tạo ngược lại trong cái chuỗi lúc mà nó chạy. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ tạo một cái cashier. Thì cashier mình sẽ mình phải ở đây mình chưa có import vào cái package đó. C đi, mình gọi đây là C chain. Chain of responsibility. Rồi. Ở đây thì người ta báo là không đúng, thì qua đây mình copy cho nó chắc. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là và C chấm chúng ta là cashier. Cashier này chúng ta viết hoa. Rồi, thì trong cashier này chúng ta là rồi rỗng thôi, không có gì hết. Bởi vì cái control next mình sẽ dùng cái set next mình set sau. Tiếp theo là chúng ta sẽ đối với cashier chúng ta không cần phải set next tại vì nó là hàng cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ lấy ra chúng ta xài thôi. Và cái thứ hai là cái medical, chúng ta sẽ khởi tạo cái medical chấm medical. Rồi. Và cái medical này của chúng ta phải có cái set, chúng ta sẽ set next cho nó. Thì các bạn thấy là sau khi chúng ta thực hiện xong cái chúng ta lấy thuốc xong thì chúng ta đi tính tiền đúng không, thì chúng ta sẽ set next của nó chính là cái cashier này đó là cái nguyên nhân tại sao chúng ta sẽ khởi tạo các cái này nó từ từ dưới, từ chúng ta sẽ khởi tạo từ cái dưới lên trên. Rồi tiếp tục chúng ta tới cái khởi tạo một cái doctor department thì là doctor. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gán cái set next cho thằng doctor này. Thì sau khi chúng ta khám bệnh xong thì chúng ta phải đi lấy thuốc. Thì chúng ta sẽ đi medical. Rồi, chúng ta sẽ khởi tạo cái phòng ban cuối cùng là reception. Thì phòng ban reception là c.reception. Rồi. Và reception thì chúng ta thấy là set next. Sau khi chúng ta đăng ký xong thì chúng ta vô trong chỗ bác sĩ để chúng ta khám đúng không? Rồi. Như vậy là chúng ta đã ở đây có lỗi gì đấy nó nói là doctor này set next không tồn tại, thì chúng ta quay lại cái doctor chúng ta kiểm tra xem cái set next của chúng ta chưa có viết hoa nên nó chưa expose ra. Rồi xong, như vậy là chúng ta bây giờ cái bước cuối cùng là chúng ta chỉ tạo một cái người patent nữa thôi. Thì patent chúng ta có một cái thuộc tính name, thì để mình ghi là du đi, giả sử du đi khám bệnh. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái reception, chúng ta gọi hàm sql và chúng ta truyền vào cái người bệnh nhân mà chúng ta muốn đi khám. Rồi thì như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái file để chúng ta test lại một cái chuỗi các cái hành vi của một cái người bệnh nhân lúc đi khám bệnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái file này để kiểm tra xem là nó chạy có đúng như cái mong muốn của chúng ta hay không.
Thì các bạn thấy là đầu tiên là nó xuất ra màn hình một cái câu là reception registering patient, tức là người bệnh nhân này đang đăng ký khám bệnh. Sau khi đăng ký khám bệnh xong thì các bạn thấy cái dòng thứ hai là bác sĩ thì đang khám bệnh cho bệnh nhân. Như vậy là chúng ta thấy là mặc dù chúng ta chỉ gọi cái hàm SQL của cái thằng department reception thôi, nhưng mà nó đã tự động nó gọi đến những cái hàm SQL của những thằng khác. Và đầu tiên là doctor, sau đó chúng ta đến cái phòng là medical, thì trong phòng medical là we are providing medical to patient nè. Tức là chúng ta đang đang cấp thuốc cho bệnh nhân. Rồi cấp thuốc xong thì là bệnh nhân đang trả tiền tại cái phòng cashier. Thì các bạn thấy là như vậy nó đã chạy đúng như cái mong muốn của chúng ta khi chúng ta cài đặt cái design button này. Tức là khi chúng ta có một cái đối tượng, một cái client là bệnh nhân, thì bệnh nhân khi vào vào phòng khám sẽ thực hiện đăng ký, sau đó khám bệnh, sau đó lấy thuốc và sau đó là trả bill, trả tiền. Thì đây là một cái cách để chúng ta có thể cài đặt cái design button chain of responsibility trong ngôn ngữ lập trình Golang. Thì mình có thể giả sử như ở đây mình bỏ qua cái bước là đăng ký đi, giả sử như bệnh nhân này quen với bác sĩ quá không cần đăng ký nữa, vô bác sĩ khám luôn, thì ở đây mình có thể gọi là doctor. Thì khi mà chúng ta gọi cái doctor thì nó sẽ không có thực hiện cái bước ở trên, cái bước đầu tiên. Tuy nhiên thì ba bước ở dưới thì nó vẫn thực hiện ha. Chúng ta thử chúng ta chạy lại. Đó, thì các bạn thấy là vô và khám luôn bác sĩ nè, sau đó đi lấy thuốc rồi sau đó đi trả tiền luôn. Tức là cái trong cái chuỗi các cái hành vi này thì chúng ta có thể là chúng ta bắt đầu từ cái hành vi đầu tiên, hoặc là chúng ta có thể bắt đầu từ những cái hành vi kế tiếp. Tuy nhiên khi mà chạy thì nó chỉ tính từ cái hành vi mà chúng ta bắt đầu chạy cho đến những cái hành vi sau đó thôi, còn những hành vi phía trước đó nó không có chạy lên lại. Rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.